hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt mẫu áo kiểu như trên theo yêu cầu của các bạn. Mẫu áo này thì mặc phối với các kiểu chân váy, quần suông, quần ống rộng, quần dạ váy thì rất đẹp. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt dễ nhất để cho các bạn mới học may hoặc chưa học may xem là tự cắt được. Công thức mình hướng dẫn là công thức chung cho tất cả các số đo. Các bạn nhỏ, các bạn trung bình, các bạn mập, các bạn cứ áp dụng theo công thức cắt được. Các bạn có yêu cầu, ý kiến hay thắc mắc gì thì cứ comment ở dưới phần bình luận. Và đừng quên tặng mình một like, đăng ký kênh, nhấn chuông để cập nhật sớm nhất video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Vải để cắt mẫu như trên thì các bạn cần chuẩn bị 1 mét vải khổ rộng từ 150 trở lên. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hành mẫu như trên. Trên màn hình là mẫu số đo của chúng ta cắt hôm nay, các bạn xem thì sẽ hình dung. Đầu tiên thì chúng ta cắt hai thân trước áo, các bạn gấp 2 lần vải như này. Các bạn trải vải bằng phẳng kẻ đường thẳng để lấy tâm điểm. Từ đầu vải các bạn vào 5 phân, phần này để gấp nẹp làm sao khuy cúc 2 phân, gấp nẹp vào 3 phân. Các bạn kẻ dài áo mẫu này thì chúng ta sẽ cộng phân may vào ngay để cắt theo đường phấn. Thì sẽ bằng dài áo cộng với 4 phân may là gấp gấu may 3 phân, may đường trên vai 1 phân, dài mẫu là 45, cộng với 4 phân may thì kẻ dài áo 49. Các bạn kẻ vai tính từ đường kẻ phấn ra thì bằng công thức vai chia 2 cộng 0,5, vai mẫu là 36 chia 2 cộng 0,5 thì kẻ ngang vai 18,5. Các bạn kẻ vào cổ tính từ đường kẻ phấn ra thì bằng công thức vòng cổ chia 5 cộng 1, vòng cổ mẫu là 35 chia 5 cộng 1 thì kẻ vào cổ 8 phân. Các bạn kẻ xuống cổ thì bằng công thức vòng cổ chia 5 cộng 3, vòng cổ mẫu là 35 chia 5 cộng 3 thì kẻ xuống cổ 10 phân. Các bạn kẻ nối hai điểm lại để vẽ vòng cổ. Các bạn vẽ từ đường thẳng ra đường vòng cổ là 1 phân rưỡi. Các bạn kẻ xuôi vai thì bằng công thức vai chia 10 cộng 0,5, vai mẫu là 36 chia 10 cộng 0,5 thì kẻ xuôi vai 4 phân 1. Các bạn kẻ nối vài điểm cổ là được đường vai. Các bạn kẻ hạ nách tức là hạ ngực tính từ đường thẳng cổ xuống thì bằng công thức vòng ngực chia 4 trừ 1, ngực mẫu là 86 chia 4 trừ 1 thì kẻ hạ nách 20,5. Các bạn kẻ ngang ngực tính từ đường kẻ phấn ra thì bằng công thức vòng ngực chia 4 cộng 2 phân cử động là cho vải không co giãn, cộng với 3 phân may là cho 3 đường may, mỗi đường may 1 phân, cái đường may mà ly ở giữa áo là cái đường may cắt rời là 2 đường may, mỗi đường may 1 phân, đường may bên sườn 1 phân. Ngực mẫu là 86 chia 4 cộng với 2 phân cử động cộng với 3 phân may thì kẻ ngang ngực 26,5. Từ đầu vai các bạn vào 2 phân kẻ sóng thẳng xuống. Từ đầu vai các bạn kẻ xuống 2 phần 3 để vẽ vòng nách. Các bạn vẽ từ điểm góc nách ra đường vòng trung bình là 3 phân. Các bạn kẻ hạ eo thì các bạn đo từ đỉnh điểm vai xuống đến cách bên trên rốn của các bạn 3 phân là điểm hạ eo đẹp. Mẫu của chúng ta hạ eo 37. Các bạn kẻ ngang eo thì sẽ bằng công thức vòng eo chia 4 cộng 2 phân cử động là cho vải không co giãn, cộng với 3 phân may là cho 3 đường may, mỗi đường may 1 phân, và cộng tiếp với 2 phân để kẻ ly. Eo mẫu là 74 chia 4 cộng 2 phân cử động cộng 3 phân may và cộng 2 phân ly thì kẻ ngang eo 25,5. Các bạn kẻ ngang gấu tức là ngang lai thì khi đo dài áo đến đâu các bạn vòng ngang ngay qua điểm đó, đo làm điểm vòng gấu. Kẻ ngang gấu thì sẽ tính bằng công thức vòng gấu chia 4 cộng 2 phân cử động cộng 3 phân may. Vòng gấu mẫu là 76 chia 4 cộng 2 phân cử động cộng 3 phân may thì kẻ ngang gấu 24. Các bạn kẻ nối các điểm lại với nhau. Từ đường kẻ phấn các bạn lên 2 phân để xa vạt. Các
Các bạn kẻ trúc xuống một nửa đường ngang gấu. Các bạn kẻ ly thì các bạn chừa một phân may đường bên sườn và các bạn chia đôi điểm ngang eo ra, đánh dấu vào giữa. Các bạn kẻ dài ly lên đến đường ngang ngực, các bạn kẻ ngang ly là hai phân. Cái phần ly này chút nữa cắt xong thân sau là cái phần ly này sẽ cắt rời bỏ đi. Từ đầu vai xuống đường ngang ngực các bạn chia ra làm 3, các bạn lấy từ điểm đầu vai xuống 1/3. Các bạn kẻ nối vào điểm ly. Các bạn vẽ vòng ra là 1 phân. Từ đầu ly ở điểm nách này thì các bạn sẽ vẽ ra 2 phân và các bạn vẽ vòng lại cái phần nách lên như thế này. Kiểu áo cắt rời 7 thân thì các bạn phải vẽ ra như thế này để khi cắt rời chúng ta may ghép lại thì mới bằng nhau các bạn nhé. Như vậy là chúng ta đã vẽ xong 2 thân trước áo, bây giờ thì các bạn cắt ra. Theo công thức là chúng ta đã có 1 phân may rồi, các bạn cắt theo đường phấn. Ở điểm bên sườn nếu như các bạn thích may đường may to hơn 1 phân thì các bạn cắt chừa đường phấn ra. Các bạn lưu ý riêng đường cổ và đường nách thì các bạn chỉ may đường may 1 phân đổ lại. Các bạn may to trên 1 phân thì sẽ bị xấu. Phần điểm ly này sau khi cắt thân sau xong thì chúng ta sẽ cắt rời ra. Bây giờ chúng ta cứ để như vậy để chúng ta cắt thân sau cho dễ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cắt đến thân sau. Thân sau thì các bạn gấp vải như này. Các bạn lấy thân trước đặt lên vải thân sau, đường kẻ vấn vào nẹp của thân trước thì song song với mép vải của thân sau. Các bạn lưu ý trải vải thân trước và thân sau phải có độ bằng phẳng đều nhau thì cắt ra hai thân áo mới bằng nhau. Từ đỉnh điểm vai thân trước các bạn gióng thẳng lên 2 phân, tức là để chồm vai 2 phân. Các bạn gióng thẳng sang. Các bạn kẻ ngang vai thân sau thì bằng ngang vai thân trước 18,5. Kẻ vào cổ thân sau thì bằng vào cổ thân trước 8 phân. Kẻ xuống cổ thân sau 3 phân. Các bạn kẻ nối 2 điểm lại. Các bạn vẽ vòng cổ sau từ đường thẳng ra đường vòng cổ là 1 phân. Các bạn kẻ xuôi vai thân sau thì giảm 1 phân so với xuôi vai thân trước. Xuôi vai thân trước là 4 phân 1, thân sau giảm 1 là 3 phân 1. Các bạn kẻ nối vào điểm cổ là được đường vai. Các bạn đánh dấu đường ngang ngực và điểm góc nách xuống vải thân sau. Điểm ngang eo các bạn cũng đánh dấu xuống vải thân sau. Điểm mép ở ngang gấu thân trước các bạn cũng đánh dấu xuống thân sau. Các bạn kẻ ngang ngực thân sau thì bằng ngang ngực thân trước 26,5. Từ đầu vai các bạn kẻ nối xuống điểm góc nách. Từ đầu vai các bạn vào 2 phân kẻ xuống 2/3 để vẽ vòng nách. Chia từ đầu vai đến điểm ngang ngực ra làm 3, lấy từ trên đầu vai xuống 1/3. Điểm này các bạn cũng vẽ vòng ra 2 phân và vẽ lại xuống vòng nách. Để chút nữa chúng ta sẽ kẻ nối cái điểm này vào ly của thân sau. Các bạn trải thân trước ra, chúng ta sẽ làm bằng cái phần gấu thân sau. Từ điểm thân trước đánh dấu các bạn lên 2 phân, tức là thân trước chúng ta sa vạt 2 phân thì điểm này các bạn lên 2 phân. Các bạn kẻ nối sang điểm bên sườn thì cái phần ngang gấu thân sau sẽ bằng. Đến đây thì các bạn sẽ cắt ra ở điểm ngang gấu này thì các bạn cắt theo đường kẻ vấn là phần ngang gấu thân sau sẽ bằng. Điểm bên sườn thì các bạn lại cắt theo thân trước như này. Phần trên thì các bạn lại cắt theo đường vấn. Bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ đến ly thân sau. Các bạn kẻ cái điểm ngang eo này. Các bạn cũng chừa một phân may và chia đôi điểm ngang eo thân sau ra.
Các bạn kẻ ngang ly thân sau là hai vân. Các bạn cũng kẻ nối từ cái điểm chúng ta ra hai vân này xuống điểm ly. Các bạn cũng vẽ đường vòng ra là một vân. Vẽ đến đây thì chúng ta sẽ tiến hành cắt rời cái phần ly bỏ đi. Các bạn sẽ cắt như thế này. Khi may ghép hai mảnh lại thì các bạn sẽ đặt kế nửa ở bên sườn lên điểm trên. Thì các bạn may vào nó mới khớp và mới đẹp. Đấy, các bạn may ghép vào thì nó được kiểu 7 mảnh như này. Các bạn cắt đến cái điểm ly thân trước rời ra thì các bạn sắp hai mảnh thân trước lại với nhau. Và các bạn cũng cắt rời cái điểm ly bỏ đi như này. Khi may ghép thì các bạn cũng đặt cái mảnh phía bên sườn, các bạn đặt lên trên để may. Khi may ghép vào thì cái phần thân trước cũng được như thế này. Như vậy là chúng ta cắt xong phần áo, tiếp theo chúng ta sẽ cắt đến ống tay. Ống tay thì các bạn gấp hai lần vải như này. Các bạn gấp tiếp một lần như này nữa, chúng ta cắt một lần là được hai ống tay. Các bạn kẻ dài tay thì sẽ bằng dài tay cộng với 4 phân may là gấp gấu may 3 phân, may đường trên vai 1 phân. Dài mẫu là 18 cộng 4 phân may thì kẻ dài tay 22. Các bạn kẻ ngang tay thì sẽ bằng hạ nách trừ 1. Hạ nách mẫu là 20,5, kẻ ngang tay trừ 1 là 19,5. Các bạn kẻ xuống tay tức là để vẽ vòng nách ở tay thì sẽ bằng hạ nách chia 2 cộng 4. Hạ nách mẫu là 20,5 chia 2 cộng 4 thì kẻ xuống tay 14,25. Điểm ngang tay dưới này thì cũng bằng điểm ngang tay trên là 19,5. Các bạn chia đôi 14,25 ra. Từ đầu vải các bạn vào 4 phân, các bạn kẻ nối từ điểm này lên điểm 4 phân. Các bạn vẽ từ điểm dưới vẽ vòng ra 1 phân, lên đến điểm trên các bạn cũng vẽ vòng ra 1 phân như này. Các bạn kẻ ngang cửa tay thì sẽ bằng vòng tay chia 2 cộng với phân may. Khi đo thì các bạn đo với vòng tay với độ vừa mặc thì các bạn chỉ cần chia 2 và cộng với phân may. Vòng tay mẫu là 32 chia 2 cộng với 2 phân may thì kẻ ngang cửa tay 18. Các bạn kẻ nối lên điểm ngang tay. Từ đường kẻ vấn các bạn lên 2 phân. Các bạn kẻ chúc xuống như này. Vẽ đến đây để các bạn cắt ống tay ra. Cắt xong rồi các bạn trải ống tay ra, các bạn cắt bỏ một phần đi như này. Điểm cắt bỏ đi là 1,5 phân. Các bạn đánh dấu điểm cắt bỏ đi lại, khi may thì bắt buộc các bạn phải may cái điểm đánh dấu này ra phía trước áo. Vậy là chúng ta cắt xong ống tay. Các bạn cắt mẫu cổ thì các bạn vào xem video 252 mình đã hướng dẫn các bạn cắt lấy mẫu cổ tròn. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn qua các bạn may ghép, thì các bạn sẽ may ghép các mảnh lại với nhau như này. Sau đó các bạn sẽ ghép phần thân trước lại với thân sau, ghép phần vai. Sau đó các bạn sẽ may đến ống tay, các bạn nhớ đặt cái phần đánh dấu ra phía trước áo. May xong thì các bạn sẽ may đến phần cổ áo là xong. Cách may ghép thì mẫu này không khó, quan trọng là các bạn cứ cắt được, đến khi đó các bạn sẽ tự may ghép được một cách dễ dàng. Và như vậy là chúng ta đã cắt xong mẫu của ngày hôm nay và video hôm nay của mình đến đây là hết. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh, nhấn chuông để cập nhật sớm nhất video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.